Xin chào quý vị khán giả, chào đón quý vị đến với phần tin tức buổi sáng ngày hôm nay là sáng thứ ba, ngày 23 Tây tháng 8 2022. Mở đầu chương trình kính mời quý vị theo dõi phần tin Hoa Kỳ đầu tiên. Bảo trợ bởi công ty xuất nhập cảng Ten Ly Yến, số điện thoại 714-418-9788 hoặc vào trang mạng tiepyen.com với các sản phẩm đông trùng hạ thảo, nhụy hoa nghệ tây, saffron, yến các loại. Mở đầu cho phần tin Hoa Kỳ đó là bản tin cố vấn y tế của Tổng thống Joe Biden từ chức. Theo thông tấn xã CNN đưa tin, cố vấn của Tổng thống Joe Biden về dịch COVID-19 là tiến sĩ Anthony Fauci, chuyên gia hàng đầu về bệnh truyền nhiễm của Hoa Kỳ, người đã trở thành gương mặt đại diện cho cuộc chiến chống lại đại dịch của nước này. Ngày 22 tháng 8 thông báo sẽ từ chức vào tháng 12 tới, sau 38 năm đảm nhiệm cương vị này. Tiến sĩ Fauci, 81 tuổi, cho biết sẽ rời bỏ cả vị trí giám đốc Viện Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm quốc gia NIAID và cố vấn y tế chính cho Tổng thống Biden. Nhưng khẳng định tôi sẽ không nghỉ hưu. Ông tuyên bố sẽ ra đi vào tháng 12 để theo đuổi chương tiếp theo trong sự nghiệp của mình. Trong một tuyên bố của Tòa Bạch Ốc, Tổng thống Biden đã gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất tới ông Fauci và nhấn mạnh do những đóng góp của bác sĩ Fauci cho sức khỏe cộng đồng mà những sinh mạng ở Hoa Kỳ và khắp nơi trên thế giới đã được cứu sống. Tổng thống Biden cũng khẳng định Hoa Kỳ mạnh mẽ hơn, kiên cường hơn và khỏe mạnh hơn là nhờ có ông Fauci. Tiến sĩ Fauci đã chỉ đạo phản ứng của Hoa Kỳ đối với các đợt bùng phát bệnh truyền nhiễm từ những năm 1980, từ căn bệnh thế kỷ HIV/AIDS cho đến COVID-19 và đã phục vụ dưới 7 đời tổng thống. Trên cương vị chuyên gia dịch tễ hàng đầu nước Hoa Kỳ, ông Anthony Fauci là người được trả lương cao nhất chính phủ Hoa Kỳ, thậm chí cao hơn lương tổng thống khoảng 17.000 Mỹ Kim. Theo dữ liệu của Forbes công bố hôm 26 tháng 1/2021, ông Fauci đã nhận được khoản tiền lương 417.608 Mỹ Kim trong năm 2019, trong khi mức lương của Tổng thống Hoa Kỳ là 400.000 Mỹ Kim. Nhiều quan chức cấp cao khác trong chính phủ Hoa Kỳ cũng nhận được mức lương kém xa ông Fauci, như chánh án tòa án tối cao John Roberts chỉ được trả 270.700 Mỹ Kim và các tướng quân đội 4 sao cũng chỉ nhận được 268.000 Mỹ Kim. Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi là một trong những nhà lập pháp nhận lương cao nhất với 223.500 Mỹ Kim vào năm 2020. Chính phủ Hoa Kỳ mua 150.000 tấn ngũ cốc để viện trợ lương thực cho châu Phi, đáp lại lời kêu gọi mở rộng hầu bao và trái tim của Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres. Chính phủ Hoa Kỳ đẩy mạnh mua 150.000 tấn ngũ cốc của Ukraine để viện trợ lương thực cho các nước đang cần ở châu Phi, trong khi đang ở Kenya. Ông David Beasley, giám đốc điều hành chương trình lương thực thế giới WFP của Liên Hiệp Quốc cho biết các bên có liên quan vẫn đang thảo luận về điểm đến của số ngũ cốc trên. Vùng sừng châu Phi, trong đó có Kenya, đang bị hạn hán nghiêm trọng. Tình hình này nếu kéo dài sẽ khiến nhiều khu vực trong vùng, đặc biệt là Somalia, rơi vào nạn đói. Theo WFP, có 22 triệu người đang đói và hàng ngàn người tử vong ở vùng sừng châu Phi, nơi người dân còn phải vật lộn với giá lương thực và nhiên liệu tăng cao. Chiếc tàu chở lương thực viện trợ đầu tiên từ Ukraine sẽ cập cảng Djibouti vào ngày 26 hoặc 27 tháng 8. Chiếc tàu này chở 23.000 tấn lúa mì đủ nuôi sống 1.5 triệu người trong một tháng. Số lúa mì này cũng sẽ được chuyển đến miền Bắc Ethiopia, nơi hàng triệu người không chỉ đối mặt với hạn hán mà còn với cuộc xung đột chết người. Ukraine từng là nguồn cung cấp phân nửa lượng ngũ cốc mà WFP mua vào năm ngoái để cứu giúp 130 triệu người. Phát biểu tại cảng Odessa, Ukraine ngày 19 tháng 8, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres gọi những con tàu chở ngũ cốc của Ukraine là con tàu hy vọng, nhất là đối với những người và những quốc gia dễ bị tổn thương nhất thế giới. Nhân dịp này, ông Guterres kêu gọi các nước giàu giúp đỡ những quốc gia đang phát triển mua ngũ cốc của Ukraine khi nguồn cung cấp này bắt đầu trở lại thị trường toàn cầu.
Bộ Năng lượng dự báo sản lượng dầu trong nước sẽ cao kỷ lục vào năm 2023. Ngày 21 tháng 8, The Hill đăng bài phỏng vấn Bộ trưởng Bộ Năng lượng Jennifer Graham, trong đó bà nhận định rằng Hoa Kỳ sẽ đạt sản lượng dầu cao kỷ lục vào năm 2023. Theo Bộ trưởng Graham, Hoa Kỳ sẽ chứng kiến sản lượng dầu cao kỷ lục từ năm 2023 với con số dự trù lên tới 12.7 triệu thùng một ngày, cao hơn so với mức hiện tại là 12 triệu thùng một ngày. Bộ trưởng Graham cho rằng chiến sự tại Ukraine khiến cho thị trường dầu toàn cầu thiếu hụt hàng triệu thùng dầu mỗi ngày. Trong đó, bà nhấn mạnh Hoa Kỳ cần tăng cường sản xuất dầu để bù đắp cho sự thiếu hụt này. Bộ trưởng Graham cho biết việc chính quyền Joe Biden xuất cảng 1 triệu thùng dầu mỗi ngày từ kho dự trữ chiến lược quốc gia là nỗ lực giúp làm giảm giá năng lượng trên cả nước Mỹ. Giá xăng tại Hoa Kỳ giảm mỗi ngày trong 2 tháng này, xuống mức trung bình dưới 4 Mỹ Kim một gallon trên toàn quốc. Giá nhiên liệu máy bay và dầu diesel cũng đang giảm. Điều này khiến giá thực phẩm và giá vé máy bay cũng hạ nhiệt. Việc xuất cảng dầu từ kho dự trữ chiến lược quốc gia sẽ kết thúc vào tháng 11 và kho này sẽ cần được nạp lại. Tuy nhiên, các chuyên gia vẫn tỏ ra thận trọng trong việc dự đoán giá năng lượng. Khi cuộc chiến Ukraine bắt đầu, các chuyên gia năng lượng dự báo giá dầu có thể lên tới 200 Mỹ Kim một thùng, khiến chi phí vận chuyển và giao thông sẽ tăng mạnh, làm kinh tế toàn cầu suy giảm. Hiện nay, giá dầu giảm nhiều so với lúc bắt đầu cuộc chiến với mức giảm 30% trong vòng 2 tháng. Trước đó, Bộ Năng lượng cũng đã đưa ra dự đoán sản lượng dầu của Hoa Kỳ sẽ tăng lên mức kỷ lục vào năm 2023. Sản lượng dầu kỷ lục của Hoa Kỳ trước đó là 12.2 triệu thùng một ngày trong năm 2019. Cựu Tổng thống Donald Trump nỗ lực ngăn FBI xem các tài liệu bị tịch thu. Tờ Bloomberg trong ngày 22 tháng 8 đưa tin cựu Tổng thống Donald Trump đã đệ đơn kiện chính phủ Hoa Kỳ trong nỗ lực ngăn cơ quan điều tra liên bang Hoa Kỳ FBI xem các tài liệu bị tịch thu sau cuộc khám xét dinh thự của ông ở bang Florida cho đến khi có chuyên gia giám sát được chỉ định. Đơn kiện được cựu Tổng thống Trump trình lên tòa án liên bang ở bang Florida đề nghị thẩm phán tạm ngăn FBI xem xét những tài liệu thu tại dinh thự riêng Mar-a-Lago cho đến khi có chuyên gia đặc biệt được bổ nhiệm để giám sát quá trình này. Ông Trump cũng yêu cầu Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cung cấp bản biên nhận tài sản chi tiết hơn, trong đó nêu rõ những món đồ mà FBI đã thu giữ từ dinh thự Mar-a-Lago vào ngày 8 tháng 8 và yêu cầu các điều tra viên trả lại bất kỳ vật phẩm nào nằm ngoài phạm vi của lệnh khám xét. Một chuyên gia đặc biệt có thể được bổ nhiệm trong các trường hợp nhạy cảm để kiểm kê các tài liệu bị thu giữ, cũng như đảm bảo các điều tra viên không tiếp cận những thông tin được bảo mật về mặt pháp lý. Chuyên gia này không làm việc dưới sự chỉ đạo của Bộ Tư pháp, sẽ đánh giá các tài liệu và xác định tài liệu nào ông Trump có thể giữ bí mật về mặt pháp lý hoặc không bị sử dụng cho các cuộc điều tra. Yêu cầu của ông Trump được trình lên thẩm phán cấp khu vực Eileen M. Canyon. Trong khi đó, thì thẩm phán Bruce Reinhardt, người chấp thuận lệnh khám xét dinh thự của ông Trump ở Mar-a-Lago, đang cân nhắc việc yêu cầu Bộ Tư pháp Hoa Kỳ công bố bản sao đã qua biên tập của văn bản nêu rõ lý do FBI khám xét nhà ông Trump. Trong lệnh tòa án được gửi đi vào ngày 22 tháng 8, thẩm phán Reinhardt cho biết ông đồng ý rằng những lo ngại trên là chính đáng. Tuy nhiên, ông vẫn muốn tìm hiểu xem liệu có một giải pháp ít rắc rối hơn thay vì phải niêm phong toàn bộ tài liệu hay không. Hoa Kỳ ủng hộ đề xuất của Nam Hàn về hỗ trợ kinh tế cho Bắc Hàn. Hãng thông tấn AFP cho biết ngày 22 tháng 8, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Ned Price cho biết đề nghị của Nam Hàn giúp Bắc Hàn về kinh tế để đổi lấy việc nước này phi hạt nhân hóa là hoàn toàn phù hợp với kế hoạch của Hoa Kỳ nhằm chấm dứt chương trình phát triển hạt nhân của Bắc Hàn. Ông cũng kêu gọi Bình Nhưỡng phản ứng tích cực với hướng tiếp cận này của Seoul. Tuyên bố trên được quan chức ngoại giao Hoa Kỳ đưa ra sau ngày 15 tháng 8. Tổng thống Nam Hàn Yoon Suk-yeol cho biết Seoul sẽ thực hiện chương trình viện trợ quy mô lớn cho Bắc Hàn nếu Bình Nhưỡng cam kết phi hạt nhân hóa. Tuy nhiên, phía Bắc Hàn đã bác bỏ đề xuất này phát biểu trong một cuộc họp báo thường ngày. Ông Price nhấn mạnh Hoa Kỳ ủng hộ kế hoạch mà chính quyền Nam Hàn đã đưa ra. Kế hoạch này hoàn toàn phù hợp với cách tiếp cận của Washington trong vấn đề chương trình vũ khí hạt nhân và hỏa tiễn đạn đạo của Bắc Hàn,
trong đó cho thấy tiềm năng của những tiến bộ thực tế từng bước hướng tới phi hạt nhân hóa hoàn toàn Bắc Hàn. Theo quan chức ngoại giao này, Hoa Kỳ và các đồng minh sẽ tiếp tục hối thúc Bắc Hàn trở lại đàm phán về vấn đề hạt nhân. Ông nhấn mạnh chúng tôi sẽ tiếp tục lập rõ những gì chúng tôi chuẩn bị thực hiện, cũng như những gì mà chúng tôi cùng các đồng minh Nam Hàn và Nhật Bản mong muốn đạt được, và chúng tôi sẽ tiếp tục truyền tải những thông điệp đó một cách công khai và trực tiếp tới Bắc Hàn. Các cuộc đàm phán hạt nhân Hoa Kỳ-Bắc Hàn đã bị đình trệ kể từ năm 2009. Bắc Hàn đã phóng hơn 30 hỏa tiễn được cho là hỏa tiễn đạn đạo trong 18 vụ phóng từ đầu năm đến nay. Mới đây nhất sáng ngày 17 tháng 8, Bình Nhưỡng cũng đã phóng 2 hỏa tiễn hành trình. Giới chức Nam Hàn và Hoa Kỳ nhận định Bắc Hàn có thể tiến hành một vụ thử hạt nhân trong thời gian tới. Quý vị vừa theo dõi phần đầu chương trình ngày hôm nay. Tiếp nối xin kính mời quý vị theo dõi một vài phần thông tin thương mại của đài.